Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bài học tiếp theo trong loạt bài tự học Arduino bằng ngôn ngữ lập trình C, phần mềm mô phỏng Proteus và kit Arduino Uno. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng out của bo mạch Arduino thông qua ví dụ là sử dụng một speaker. Speaker chúng tôi sử dụng ở đây là một cái còi chip. Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào trang web arduino360.com của chúng tôi và mục tự học Arduino cơ bản. Các bạn kéo xuống để download code của bài học. Các bạn chọn tải xuống. Các bạn giải nén thư mục vừa download được. Trong đây thì tôi có hai ví dụ về xuất file âm thanh ra có chip. Thì có một ví dụ mà các bạn rất quen thuộc, đó là nhạc Super Mario. Đây là code mẫu của chương trình. Tiếp theo tôi sẽ mô phỏng trên Proteus bài học này. Trước hết thì các bạn lấy linh kiện bằng cách bấm phím P, Paper. Chọn Uno. Chọn Speaker. Các bạn chọn, chú ý chọn cái bản mà nó có thể mô phỏng được. Ở đây có chữ là Speaker Active. Các bạn nhảy kép vào. Tiếp theo ta sẽ tiến hành vẽ mạch mô phỏng. Các bạn chọn Uno. Chọn Speaker. Một chân của speaker sẽ được nối với đất, ground. Chân còn lại của speaker thì sẽ nối vào một chân của Arduino Uno. Ở đây tôi muốn nối với chân số 6 chẳng hạn. Ok. Và để theo dõi dạng sóng phát ra tại chân số 6 thì tôi sẽ lấy thêm một oscilloscope nối với kênh A. Tôi lưu lại cái bản vẽ này. Mario là tên là mô phỏng. Ok. Bây giờ quay trở lại chương trình. Trước hết thì tạm thời ta chưa cần hiểu các cái câu lệnh ở đây. Ta thực hiện biên dịch xem chương trình chạy như thế nào. Nhấn vào nút. Tôi xem file hack nó sẽ xuất ra ở thư mục nào. Thì ở đây tôi thấy là file hack Super Mario team.cp.hack. Như thế là ở trong ổ F và thư mục hack. Ta sẽ nạp cái chương trình này vào bo mạch Uno. Tìm đến ổ F hack. Nhảy kép. Ok. Bây giờ ta sẽ tiến hành chạy mô phỏng bằng cách nhấm mũi tên ở đây hoặc là bấm phím F12. Có lẽ là do máy tính của tôi nó chạy chậm nên là cái âm thanh nghe nó không được rõ cho lắm. Các bạn thấy mỗi cái khối tần số ở đây là một nốt. Các bạn tải thử về máy tính của bạn và làm theo để xem nó có bị như này không. Ở đây chắc là do máy tính của tôi chạy nhiều chương trình quá nó đến nặng. Bây giờ thì ta sẽ tiến hành nạp chương trình này xuống bon mạch Arduino Uno R3. Bạn thấy bây giờ chương trình đang chạy và bot Arduino Uno R3 đang phát ra nhạc Mario.
Bây giờ tôi sẽ thử tiếp cái bài nhạc còn lại trong cái file tôi đã up lên. Với cách làm như này, các bạn có thể chọn các bài như Happy Birthday hoặc là các bài nhạc quen thuộc khác, bằng cách các bạn lên mạng, các bạn search I don't know tên bài nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo.